Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử sổ số Đài miền Bắc thứ 6 ngày 26 tháng 2 năm 2021. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Kết quả quay thử sổ số miền Bắc: giải nhất 87546, giải nhì 92876-04327. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.